Thì bây giờ em sẽ làm những phần chủ xe yêu cầu sau khi vừa dọn lại cái xe này ở nơi khác cho các bạn xem. Ở tình trạng chiếc xe rim Super này, và xe rim Super này là 205 theo giấy tờ cà vẹt xe của chủ xe, chứ không phải là Super 99 như bộ tem các bạn đang thấy. Chủ xe có nói: anh Tây ơi, em vừa dọn mới cái xe này ở một nơi khác, thì bây giờ em muốn làm máy lại, anh Tây có nhận cho em hay không? Thì bình thường chứ đâu có gì đâu các bạn. Các bạn làm ở đâu là chuyện của các bạn. Khi các bạn tới tiệm em, ví dụ làm máy nè, làm bất cứ cái gì khác, thì những cái gì em làm em sẽ tận tâm hết trách nhiệm của em. Thì ở đây là chủ xe sẽ yêu cầu em, một, làm lại máy. Và chủ xe nè có đưa cho em cái lồng luôn. Lồng này mới đúng là cái lồng theo xe của chủ xe nè. Chủ xe ngâm dầu ngâm đồ hôm nay rất là kỹ. Hơn nhân hơn là sẽ lấy cái lồng này làm lại cho chủ xe. Rồi chủ xe nói là cái cổ em chạy em thấy nó nghiêng qua bên trái. Rồi là hai. Vấn đề thứ ba nè, quay vô bình xăng con đi. Các bạn thấy bình xăng con là đang hai màu da không? Ở trên là màu da khác, màu đen thui, ở dưới lại màu khác. Đó. Rồi. Chủ xe dặn cũng nhiều lắm các bạn. Thì em ghi chú là tới 9:01 hay 10:01 gì đó. Thì bây giờ em sẽ làm những phần chủ xe yêu cầu sau khi vừa dọn lại cái xe này ở nơi khác cho các bạn xem. Quay vô hoa lăng trước. Mấy xe em làm hay hoa lăng lắm. Mất công hoa lăng là đụng 500 nè các bạn. Là đụng vô cuộn lửa các bạn. Đó. Rồi, xe kiểm tra gen. Gen zin nha các bạn. Super rim, giờ super rim chạy ngon lắm. Rồi. Số này chắc chắn phải thay. Tại sao thay bộ số? Bây giờ quay vô cái cốt chứ ơi. Đó, các bạn thấy cốt là bắt đầu nó mòn và nó khuyết nè. Thì các bạn lên ga vậy nè, nó sẽ giặt nhông sinh dĩ, nó kêu cạch cạch cạch, khó chịu lắm. Chắc chắn là phải thay. Cái lồng này là trả về lại, không có sửa giới cho cái lồng này nè. Ảnh muốn là gắn lại cái lồng này cho ảnh. Đó. Thì đúng Super của ảnh, còn anh nói lồng này quen pha. Rồi. Cam còn trên xe anh nè là cháy đen thui hết. Đó. Rồi em kiểm tra lại thử là có bị lột hay cái gì không. Đầu tiên là cháy đây là cháy nhớt. Đúng không em trai? Em trai có bài nào mà mài ra cái xe mà chạy con 180 mấy GPS không em trai? Hả? Em trai biết này là cái gì không? Biết không? Sau này lớn lên là mài xe là phải chạy 180 mấy GPS rồi vậy nha chưa? Trời ơi, sao lấy cây gimbal ra? Cây gimbal để quay phim á. Rồi, giờ đầu là lóc sánh nhớt. Xe này là bụng giữa zin chưa trẻ nè, cho nên chủ xe nói là xe chưa làm là vậy á. Nhiều anh em ta tính là cái bụng giữa chưa trẻ là người ta nói chưa làm máy rồi các bạn. Đó, thì bây giờ em sẽ trẻ ra vệ sinh sạch sẽ hết và em kiểm tra ốc sánh nhớt. Rồi, này là nhông hú. Cặp này kêu là cặp nhông hú nè các bạn. Thì nhông hú á, nếu mà mòn ở cạnh này nè, mình thay cũng được. Hoặc là cái chuông sọc vậy thì mình thay chuông, nhưng mà quan trọng là các bạn phải coi thử cái này nó có bị hú hay không. Đó, cặp nhông này nè các bạn. Đó, để mình biết mình xài lại hoặc là không xài lại cho người ta. Tình trạng lá bố nè. Đây mặt nhôm nồi ha. Lá bố cháy đen thui hết. Đó, và lốc số là quan trọng nhất, phải kiểm tra kỹ và vệ sinh sạch sẽ cho chủ xe. Chào anh, thì hôm nay em tiến hành em ráp xe anh. Thì đầu tiên vô phần lốc, mời camera tới đây. Phần lốc xe anh thì em sẽ rửa được tới đây thôi. Cái xe anh nó dính nhớt, nó dính đường hay dính gì, nó kẹo mà nó chết luôn á, rửa không nổi được. Thì bất cứ một cái xe nào, xe sửa chữa, cái xe dọn mới gì, em đều rửa cặp lốc rất là đẹp. Nhưng mà vấn đề xe anh là rửa không nổi luôn. Giống như là nếu mà giờ muốn đẹp hơn là chỉ có phục hồi nhôm thì mới đẹp được thôi. Chứ còn em rửa là cố gắng tới đây em rửa 3 ngày trời. Đó. Rồi là một cục đề này của anh á, thì em sẽ làm than đề lại và em sẽ thay than đề lại cho anh. Rồi. Sau vấn đề cặp lốc á, thì cái dơn ở đây sử dụng đúng mặt đạn dơn NTN của Nhật xịn cho anh. Đó. Rồi. Đầu răng dơn nè, hai bên là em kiểm tra hết cho anh đẹp bình thường, không có gì hết, nếu có gì trục trặc là em sẽ báo anh liền. Chỉ có một vấn đề anh nhớ giùm em á là hoa lăng này của anh á xét rất là nặng và có lủng 500 luôn ha. Đó. Nó cạ vào đầu nó lủng 500 luôn. Thì nếu mà hoa lăng này không được thì bắt buộc em sẽ báo anh. Đó, để anh biết cái vấn đề xe anh nó như thế nào. Rồi, tại vì hoa lăng rim Thái là một trong những món mắc tiền các bạn. Số ở đây em sẽ thay cho anh một bộ số mới. Rồi.
mặt đạn máy sử dụng full trên mặt đạn máy NTN đó, là cái đó xong xong phần bụng. À quên, xin lỗi các bạn, xe của ảnh là số B205, ảnh dán tem rim Thái, anh yêu cầu là thay lại cho anh bộ tem đó, thì ảnh yêu cầu là thay lại bộ tem 205 nha em trai. Thì đây qua lăng nè, quên đi, ngày hôm nay em ráp hai xe cũng quên mất đó, thì em sẽ quay giữa qua lăng cũ và qua lăng mới cho anh luôn đó, để anh coi, rồi em sẽ thay cho anh qua lăng mới chính hãng hơn, dĩ đề cũng thay, cùng lửa thay cho anh đó. Rồi về phần nồi nè, lá bố, chuồng heo, cái này là cái mới nè anh, cái cùi nhông này là cũ của anh nè, cái này là mới của em nè đó, thì em sẽ thay một cái chuông, em thay bố ba càng dài vào cho anh đó. Rồi dĩa đề, em thay dĩa đề mới, lá bố sử dụng lá mới, mới toàn bộ ron phốt sinh sinh cam sinh đề, con sùng đỡ sinh đề, cốt cần số em thay mới hết toàn bộ là phụ tùng chính hãng cho anh. Thì về vấn đề là đầu và lòng đây các bạn, giống như anh cha này á, là anh đưa một cái lòng cho mình, lòng này cũng bị cháy nè các bạn, chắc ở nhà anh tự rửa quá chất hay gì á, thì ảnh á là ảnh thích là bê tông của anh trả về tăng đa đó, thì em đóng em trả về lại cho ép tăng đa cho ảnh. Nhưng mà ví dụ nếu nó sẽ có những cái trường hợp phát sinh như vậy, ví dụ trong quá trình em đô đai cho ảnh đi, thì giống như cháy ép tăng đa này nó không êm, thì bắt buộc em đổi cái lòng khác, hoặc là em sẽ sấy lên cháy cốt một, miễn sao là khi mà em giao lại cho các bạn á, là cái xe các bạn nó êm ái nhất có thể là được. Chứ còn thật sự là có nhiều người ép buộc em là phải làm cháy ép tăng đa hoặc là thay lòng hãng cháy hãng, lòng hãng cháy hãng, mình nói với bạn luôn, không bao giờ nó êm được, bởi vì nó quá lỏng, nó có độ hở của nó đó. Thì ở đây trước mắt là em sẽ sử dụng là em đóng lòng về cháy tăng đa cho ảnh, thì đóng lòng là em đã chủ động được rồi, một phần là do tài nghệ, do tay nghề, và cái thứ hai nữa là cũng cầu cho bà độ là ráp cái xe anh sao mà ok nhất có thể đó. Rồi số bắp ở đây là em sử dụng số bắp CNC cho ảnh, là nó sẽ bền hơn sai số bắp dinh rất là nhiều, nhẹ nhàng êm ái và không cần phải đóng gít lại đó. Bây giờ là ở đây em đã xử lý xong xuôi hết là về phần máy, bây giờ em chuẩn bị là em tiến hành là em sẽ ráp lên và em chạy đô đai và em thay ổ khóa, em dán tem xe rồi cho ảnh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và anh trai chủ xe còn góp ý gì thì báo liền dùm cho em bây giờ, chứ một ngày mà cứ 3-4 ngày anh báo em lần, ví dụ như mấy bữa em chuẩn bị em sấy cái này cốt một quá thì anh mới báo là về ép tăng đa, thực sự hơi phiền phức cái giai đoạn đó nha. Cũng vì bộ tem này cứ làm lẫn hoài nè, thì chủ xe quyết định là trả giờ lại bộ tem Super 205 là một. Tiếp đến cái thứ hai là em sẽ thay một bình xăng con mới cho chủ xe. Cái thứ ba là em kiểm tra bóng đèn đồng hồ, là cái này đang là mờ. Đó. Rồi vô số 4 cho chủ xe luôn. Rồi. Xi nhan. Rồi. Tiếp. Làm điện. Tại vì xe này là chủ xe có báo em là chủ xe đang đi cục sạc lô, để mà ảnh lên bóng đèn led nè. Đó, thì phần đó là em mới kiểm tra lại giùm ảnh. Rồi cái tiếp theo là dây km của ảnh á, là em thay một sợi dây và cốc km, bởi vì đồng hồ km của ảnh không lên nha các bạn. Thì khi mà đồng hồ km không lên nó có ba nguyên nhân, một là dây, hai là nhông cốc, và ba là đồng hồ. Đó, thì mình phải kiểm tra coi thử là nó bị phần nào. Làm cổ phụ chẳng ba trước và thay lại cho ảnh một cái ổ khóa hãng. Rồi tiếp theo một cái nữa, vấn đề ghê gớm là cái xe này các bạn thấy là cái xe rất là mới, vừa dọn xong đúng không, mà nguyên cái xe này các bạn là lọc gió chưa hề thay luôn, mở ra là két đất không, thay ảnh thêm cái lọc gió là xong 100%. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.